Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa về được một chiếc máy pha cà phê viên nén nha các bác. Full hợp luôn. Đây. Đó. Mình pha cà phê sữa hay là cà phê đen gì tùy thích nha. Đây cái thùng của nó nha các bác. Mới tét càng tẹt luôn, dòng full thùng. Cái này em mới khui ra để em test thử, ok hết. Để vô đây, viên nén này. Cà phê viên nén các bác để vô đây là đút vô. Rồi cái bật nút này, để cái ly vô đây, tí xíu là có cà phê uống liền. Rồi bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha. 0918120267. Và đây chính là số Zalo của em. Em kết thúc video, chào các bác.